Còn là địa phương phát triển nhiều ngành nghề khác như dịch vụ, thương mại vận tải, xây dựng, góp phần làm phát triển xã hội, quốc phòng, an ninh. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa ban giám khảo, tổng thể của trại Hải Bình mang trên mình con tàu khát vọng vươn khơi để thực hiện được điều đó. Ngoài sự đoàn kết sáng tạo của đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và người dân, đó còn là trách nhiệm lớn lao của đoàn viên thanh thiếu niên trong phường. Tuổi trẻ Hải Bình nguyện học tập, rèn luyện, xây dựng, bảo vệ tổ quốc, xây dựng đô thị Nghi Sơn ngày một văn minh, an toàn, thân thiện. Một lần nữa, em xin kính chúc các quý vị đại biểu, ban giám khảo và cùng toàn thể nhân dân luôn mạnh khỏe, tràn đầy niềm tin và quyết thắng. Em xin trân trọng cảm ơn.
xin mời ban giám khảo tác phẩm tham quan thôi. Tất cả các đơn vị mà có các cháu thiếu nhi, chúng ta đang rút cổng ạ, chúng ta cho các cháu cô bên trong lại để nghỉ mát ạ, không yêu cầu các cháu đội nghi thức đứng trước cổng của đơn vị. Đề nghị các đơn vị chúng ta lưu ý. Đề nghị các đơn vị mà chúng ta chỉ loa thuyết minh ạ, chưa đến đơn vị mình thì đề nghị bạn nhỏ vô lưu xuống ạ, để không ảnh hưởng đến đơn vị khác ạ. Quân. Đường sau của cái báo tường rồi. Trời. Phải nói chứ. Một. Thank you.
đoàn Nghi Sơn. Các vị có thể thấy đây là những lá cờ lưu niệm và những hoạt động. Vậy là đơn vị Ngọc Lĩnh đã thuyết trình xong và ban giám khảo cũng đã chấm điểm xong cái phần thi của đơn vị Ngọc Lĩnh. Bây giờ đến phường Hải Hòa. Hiện tại ban tổ chức nhận được một chiếc xe nhiều phần chiếc chìa khóa xe Honda. Ai có chìa khóa thì liên lạc lại với ban tổ chức để nhận lại chìa khóa xe. Thưa đại diện các vị đại biểu các quý ban tổ chức ban giám khảo đến tới cuộc thi đội Hải Hòa. Đổi mới mừng đất nước nở hoa.
và ở phía bên cổng trại này có những đóa hoa hồng, đó là biểu tượng của sự tình yêu và sự hòa bình đang nở rộ. Và sau đây em xin kính mời quý ban giám khảo cùng di chuyển vào phía bên trong để tham gia khu gian không gian chính của phần trại chín đội chúng em. Hết đèn đẹp như là tổng đài ạ. Và phía bên tay trái của quý vị đây, đó là đài tưởng niệm của Tổ quốc. Đây là nơi ghi nhớ và tưởng nhớ công ơn của các anh hùng cách mạng đã hy sinh về nền độc lập tự do của dân tộc. Và đây là công sở phường và các cơ quan hành chính rất khang trang và bề thế và có quy mô sân vận động rất mang tính hiện đại. Và phía bên tay phải của quý vị đây, đó là khu du lịch biển Hải Hòa. Nhắc đến Hải Hòa thì người ta từng nghĩ đến một bờ biển với bãi cát trong xanh trắng mịn, với làn nước biển trong vắt và với thiên nhiên phong phú. Đây là nơi mà thiên nhiên đã ban tặng cho Hải Hòa một nét đẹp êm thơ và dịu dàng. Và đây cũng là nơi có những cảnh đẹp lý tưởng và yên bình. Nhiều du khách đã chọn đến đây để tham quan nghỉ dưỡng và khám phá khu du lịch Hải Hòa. Và một điểm nhấn nữa mà chi đội Hải Hòa của chúng em muốn được trân trọng giới thiệu, đó là chợ Cồng. Xây dựng vào năm 1986, trải qua biến cố năm 2019, thì hiện nay chợ Cồng đang được xây dựng lại khang trang và sạch đẹp hơn. Qua thời gian gần 40 năm, nhưng tên gọi chợ Cồng vẫn luôn là nằm trong ký ức của mỗi con người, người con quê hương tại nơi này. Và chợ Cồng cũng thu hút nằm trong lòng khu dân cư và thu hút rất nhiều bà con tiểu thương đến tham gia. Và chúng em mong muốn cùng với bờ biển Hải Hòa xinh đẹp thì chợ Cồng sẽ là một địa điểm đến mà mỗi khi du khách về thăm Nghi Sơn có thể ghé thăm tại nơi đây, với ấn tượng là một Nghi Sơn sạch đẹp, văn minh và với con người thân thiện. Và sau đây em xin mời ban giám khảo cùng tiến vào phía bên trong để tham gia khu không gian nhà trại của chi đội em. Ai mất thì đi lại gặp ba đường trước để nhận lại chìa khóa. Đó là lá cờ Tổ quốc. Đây là nơi mà chúng em tôn kính, đặt lên hình ảnh Bác Hồ kính yêu và tôn thờ lên các Bác Hồ và cũng như là các anh hùng cách mạng của dân tộc. Chúng em đã dâng lên những đóa hoa tươi thắm cùng những mâm ngũ quả để tưởng nhớ đến Bác và tưởng nhớ đến các vị cha anh đã hy sinh bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Và phía bên tay trái của quý vị đây, đó là khu truyền thống, là nơi mà cán bộ và nhân dân phường Hải Hòa rất tự hào. Đây là những bằng khen, giấy khen và thành tích mà đã được các cấp tặng thưởng. Và ở phía bên kia cũng là những hình ảnh về hoạt động trong công tác xã hội của phường Hải Hòa. Và phía bên tay phải của quý vị, đó là lớp học tập. Đây là nơi mà thế hệ trẻ của chúng em được Đảng và Nhà nước rất quan tâm, và cũng như là nhiệm vụ của mỗi người con Việt Nam và cố gắng học tập, ra sức để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, đội viên tốt. Và toàn thể của toàn bộ cái ngôi trại này có những cái lá cờ hoa đầy màu sắc, và từ những vật liệu đơn giản nhưng với bàn tay khéo léo và trí óc sáng tạo của mình thì các thành viên trong chi đội chúng em đã tạo nên được một ngôi nhà tuổi thơ, và mang một ngôi nhà tuổi thơ thật xinh đẹp này. Và đây chắc chắn là những ký ức ngọt ngào và đáng nhớ của mỗi thiếu nhi chúng em sau này mỗi khi lớn lên. Và cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn ban giám khảo, các quý vị đại biểu, khách quý, các anh chị phụ trách cùng các vận động viên đã đến dành tình cảm và sự quan tâm và dành tình cảm cho chi đội Hải Hòa. Và cuối cùng, xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý ban giám khảo, các quý vị cùng các anh chị phụ trách và các vận động viên lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc. Chúc hội trại thanh thiếu nhi 2023 thành công rực rỡ. Em giúp mình tốt đấy nhỉ, mất thời gian đi, trừ thời gian. Như vậy là ban giám khảo đã kết thúc phần thi tâm trạng của Hải Hòa. Bây giờ đến anh Sơn, đến xã anh Sơn. Kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc cho đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn.
nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Vâng, hòa chung với không khí của cả nước, kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, cho mừng hội thay hè năm 2023, chi đội Anh Sơn chúng em đến đây muốn gửi gắm những thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, niềm khát vọng của tuổi trẻ, và điều đó đã được thể hiện ngay trên phần cổng trại. Em là Kim Oanh sẽ đại diện cho chi đội Anh Sơn thuyết trình về trại của em. Như quý vị đã quan sát, tổng thể cổng trại của chúng em là biểu thờ rừng con thuyền, con thuyền đang dương rộng cánh buồm vươn ra biển lớn. Con thuyền này sẽ chở những ước mơ, niềm tin và niềm khát vọng của chúng em vươn đến những chân trời mới. Viết trên cổng trại nổi bật với dòng chữ: Hội trại hè năm 2023, chi đội Anh Sơn làm nghìn việc tốt, tiến bước lên đoàn. Đây cũng là chủ đề của hội trại hè năm nay, với ý nghĩa khuyến khích thiếu nhi làm nghìn việc tốt, xóa bỏ cái xấu, phấn đấu trở thành công an trò giỏi, đội tin tốt, cháu ngoan Bác Hồ, tiến bước lên đoàn, trưởng thành là công dân có ích cho tổ quốc. Phía bên cạnh là huy hiệu đoàn với biểu tượng tay cầm lá cờ đỏ sau bài tiến lên, như muốn thể hiện một chân lý sáng ngời: đoàn thanh niên là một đời hội bị tin tưởng và là cánh tay phải của đảng. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Phía bên trái là huy hiệu đội với biểu tượng hình bút măng non trên nền cờ đỏ sao vàng, như thể hiện sự mạnh mẽ, trẻ trung, tiếp bước cha anh tiếp quản đất nước. Phía trên chính giữa là đóa hoa sen vàng, hoa sen chính là biểu tượng của quốc hoa Việt Nam, và lồng vào đó là hình ảnh Bác Hồ kính yêu đang thắt con lồng đỏ cho thiếu nhi. Chiếc khăn quàng đỏ là một phần của lá cờ tổ quốc, thể hiện tình yêu thương, sự gửi gắm đất nước vào thế hệ trẻ của chúng em, qua đó chúng em biết được sứ mệnh của mình và sẽ cố gắng học tập rèn luyện hơn nữa để không phụ lại sự mong mỏi của người. Bên dưới là mô hình bánh răng, nó thể hiện cho sự kiên trì bền bỉ cũng như sức lực tinh thần và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Bên trái cổng trại là bản đồ hình chữ F quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa như một lời khẳng định thiết về chủ quyền của Việt Nam. Bên dưới là vỏ gác, nơi các chiến sĩ đang ngày đêm canh gác để bảo vệ vùng trời của tổ quốc. Phía trên bên phải là bó đuốc đang được cháy trong thời kỳ kháng chiến ngày xưa. Bó đuốc là thể hiện cho sức mạnh, ý chí, nghị lực, là biểu tượng được cháy của niềm tin, niềm hy vọng chiến thắng và thể hiện khả năng lãnh đạo và ánh sáng của tri thức nhân loại. Bên dưới là ngọn hải đăng, bắc ngang qua là cầu Hàm Rồng. Cầu Hàm Rồng là quần thể du lịch di tích nổi tiếng gắn liền với thời kỳ phát triển của mảnh đất địa linh nhân kiệt. Đến Thanh Hóa nhất định phải đến đây để thấy được linh hồn cũng như cảm nhận được ý chí cuột cường của người dân xứ Thanh. Hai bên cổng trại là hình ảnh quân Hạc đang dang rộng đôi cánh bay lên. Từ xưa đến nay, con người vẫn luôn tin rằng Hạc là biểu tượng cho sự trường thọ, là mang lại may mắn cho mọi người. Đồng thời, Hạc cũng là biểu tượng cho nền văn hóa Đông Sơn. Vâng, vừa rồi em đã giới thiệu xong về cổng trại của chúng em. Tiếp theo, xin mời ban giám khảo hãy tiến vào phía bên trong để tham quan. Chúng em đã dừng lại mô hình toàn cảnh của xã Anh Sơn thân yêu. Bên cạnh con đường dẫn lối vào xã là có sông Hao Hao với nhiều phù sa và tôm cá. Và bên trong là các công trình phúc lợi xã hội nằm trên địa bàn xã Anh Sơn. Đầu tiên là đình Làng Bài. Đình Làng Bài được tỉnh Thanh Hóa chính thức công nhận là di sản tích lịch sử vào năm 2013. Phía trước là cây đa và giếng nước đầu đình. Và chính đây là nơi diễn ra hai lần đại hội đảng bộ huyện Tĩnh Gia. Khu vực bên này là khuôn viên công sở, nhà gồm có nhà điều hành, nhà văn hóa đa năng, đài tín lượng, đài tín niệm. Phía trước là sân vận động, bên cạnh là sân bóng chuyền. Tiếp đến là trường mầm non, là nơi ươm mầm những ước mơ. Trường trung học cơ sở, trường tiểu học là cái nôi của tri thức, và cuối cùng là trạm y tế xã Anh Sơn. Tiếp theo xin mời ban giám khảo hãy tiến qua phía bên phải để tham quan các công trình khác của tỉnh Thanh Hóa. Phía sau là những dãy núi trùng điệp cùng đàn chim hạt đang có xu hướng chùm lại bay lên, đẹp và thanh thoát, thể hiện tính đồng lòng, đoàn kết, khả năng đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc quyết tâm xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu. Và đây là các công trình nổi bật của tỉnh Thanh Hóa. Đầu tiên phải kể đến Thành Nhà Hồ. Thành Nhà Hồ là một công trình kiến trúc độc đáo, địa điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh Thanh Hóa, được UNESCO chính thức công nhận là di sản văn hóa thế giới vào ngày 27 tháng 6 năm 2011. Sân bay Sao Vàng, cột mốc cửa khẩu Nam Mèo. Cửa khẩu Nam Mèo là cửa khẩu quốc tế của Việt Nam, nằm trên địa bàn huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tiếp đến là nhà Rông. Nhà Rông không chỉ mang nét độc đáo về kiến trúc mà còn mang giá trị về tinh thần. Nó là đó là
đó là sự kết tinh từ hồn thiêng, tính đoàn kết, cả tài hoa, trí tuệ của cộng đồng làng bản. Cầu Hàm Rồng, tượng bia liệt sĩ, phía kia là bãi biển Sầm Sơn, và tất nhiên rồi, ngay chính giữa là biểu tượng của thành phố Thanh Hóa, lễ ý tưởng từ đàn chim làng, sự tích thành hàng, thể hiện khát vọng vươn lên của thành phố Trịa. Và cuối cùng là khu kinh tế Nghi Sơn, khu kinh tế trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa và là niềm tự hào của thị xã Nghi Sơn chúng ta. Tiếp theo xin mời ban giám khảo hãy tham quan mô hình làng Bác Hồ và quảng trường Ba Đình. Làng Bác được khởi công xây dựng vào ngày 2 tháng 9 năm 1973 trên nền cũ của tòa lễ đài giữa quảng trường Ba Đình. Bên cạnh là nhà bác sàn Bác Hồ. Nhà sàn Bác Hồ được khởi công xây dựng vào năm 1958 dựa theo kiến trúc nhà sàn Việt Bắc. Còn đây là áo cá của bác. Tiếp theo xin mời ban giám khảo hãy tiến vào bên trong. Bên trong trại chúng em bố trí ngay giữa trại là bàn hồ, bàn thờ. Phía trên là cụm lá cờ tổ quốc thiêng liêng, bên cạnh là cờ đoàn và cờ đội. Phía bên dưới là hình ảnh Bác Hồ cùng mâm quả và đóa hoa tươi thắm mà chúng em muốn dâng lên cho người. Phía bên phải chúng em bố trí các học tập gồm sách, vở, quả địa cầu, bó tường được sắp xếp rất gọn gàng và ngăn nắp. Phía bên trái chúng em bố trí các trưng bày những thành tựu mà quê hương em đã đạt được. Bên cạnh là bàn chuyển đổi số. Chuyển đổi số là một vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Với sự cố gắng, xã Anh Sơn vinh dự là đơn vị thứ 8 đạt chỉ tiêu kích hoạt định danh điện tử. Vâng, vừa rồi em đã giới thiệu xong về phần trại của đội chi đội em. Xin được cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và một lần nữa xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc cho hội trại diễn ra thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Như vậy là đơn vị Anh Sơn đã giới thiệu xong thi của mình. Sau đó sẽ đến Nguyên Bình. Đến đơn vị Nguyên Bình. Đơn vị Nguyên Bình xong là đến đơn vị Xuân Lâm. Như vậy là đây bây giờ là đến đơn vị Nguyên Bình. Bắt đầu. Hết. Mỗi dân tộc đều mang cho mình một lá cờ tổ quốc thiêng liêng. Vâng,
mỗi khi nhắc đến lá cờ Tổ quốc thì trong lòng mỗi người dân chúng ta đều cảm thấy tự hào và yêu đất nước của mình hơn. Đó còn được gọi là lòng tự tôn của dân tộc. Chính vì lý do đó mà chúng em đặt cột cờ này ngay chính giữa sân trại với mong muốn rằng là tất cả mọi người chúng ta đây đều có thể quan sát lấy lá cờ Tổ quốc thân yêu. Vâng, bây giờ em xin kính mời quý ban giám khảo cùng hướng về phía bên phải của em đây, chính là mô hình của thị xã Nghi Sơn nói chung cũng như là của phường Nguyên Bình chúng em nói riêng. Thị xã Nghi Sơn là một trong những địa phương có tiềm lực phát triển kinh tế mạnh mẽ, được thiên nhiên ưu đãi với ba vùng sinh thái đó chính là vùng đồng bằng, ven biển và vùng bán sơn địa. Ngoài ra thì thị xã Nghi Sơn còn đa dạng về các địa hình giao thông huyết mạch quốc gia như đường quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam và giao thông vận tải biển trong nước và quốc tế. Vâng, nói về phường Nguyên Bình của chúng em thì phường Nguyên Bình là nằm ở trung tâm của thị xã Nghi Sơn và phường Nguyên Bình của chúng em có diện tích khoảng 33,19 km² với dân số khoảng tầm hơn 10.000 người. Phường Nguyên Bình hiện nay thì đã có đầy đủ các nhà văn hóa, nhà đa năng, trường học, trạm y tế và tất cả các công sở để phục vụ cho nhân dân cũng như là học sinh ạ. Dạ vâng, phường Nguyên Bình của chúng em có một điều quan trọng nhất đó chính là đền Đào Duy Từ. Hiện nay thì đền Đào Duy Từ đang được ở tổ dân phố Quyết Thắng và từ ngày 29 tháng 9 năm 2009 thì đền Đào Duy Từ đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Dạ vâng, bên đây chính là mô hình của thị xã Nghi Sơn trong tương lai. Trong tương lai thì mục tiêu hướng tới năm 2025, thị xã Nghi Sơn của chúng ta sẽ trở thành khu trung tâm kinh tế đô thị động lực của tỉnh cũng như khu vực. Hướng tới năm 2030 sẽ trở thành khu trung tâm kinh tế đô thị ven biển của cả nước và sẽ trở thành thành phố công nghiệp. Tầm nhìn đến năm 2030 thì sẽ trở thành 2045 thì sẽ trở thành thành phố công nghiệp văn minh và hiện đại ạ. Để đạt được mục tiêu đó thì thị xã Nghi Sơn của chúng ta đã đưa ra 4 chương trình. Chương trình đầu tiên đó chính là chương trình phát triển đô thị và kinh tế đô thị. Chương trình thứ hai đó là chương trình giải phóng mặt bằng và ổn định khu dân cư. Chương trình thứ ba đó chính là chương trình nông nghiệp và chương trình xây dựng đô thị mới. Và chương trình thứ tư đó chính là chương trình phát triển kinh tế biển và du lịch biển ạ. Vâng, bây giờ em xin kính mời quý ban giám khảo cùng em tiến tới vào trong trại để chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn ạ. Bên đây thì có đặt một chiếc bàn thờ chính giữa. Phía bên trên đây chính là hình ảnh áo đỏ sao vàng. Phía dưới chính là di ảnh Bác Hồ. Xung quanh bàn thờ chúng em có dâng lên cho người những giỏ hoa tươi thắm cũng như là đẵng hoa quả, hương quả. Xung quanh trại thì chúng em có trang trí bằng những dãy đèn cũng như là những đẵng hoa tươi thắm không thể kể thiếu. Đây chính là khu truyền thống của chúng em. Khu truyền thống này nhằm muốn nhắc nhở mỗi đoàn viên, chúng thanh niên phải uống nước nhớ nguồn. Và quan trọng hơn hết, đây chính là nơi để chúng em có thể khoe ra những thành tích mà đoàn viên thanh niên phường Nguyên Bình đã đạt được trong những năm qua. Từ giấy khen cấp tiên tiến đến giấy khen cấp xuất sắc, từ huy chương đồng đến huy chương vàng, từ cấp huyện đến cấp quốc gia. Vâng, phía bên đây chính là hình ảnh của các học tập. Các học tập này nhằm mong muốn nhắc nhở mỗi đoàn viên thanh niên phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mọi người có thể quan sát thấy là trại của chúng em đây thì tuy có phần giản đơn, không quá cầu kỳ, nhưng tất cả đây đều được làm bởi lòng tâm huyết, tấm lòng cũng như không thể thiếu đó chính là những đôi bàn tay khéo léo của các đoàn viên thanh niên phường Nguyên Bình của chúng em. Vâng, thay mặt cho chi đội phường Nguyên Bình, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cấp lãnh đạo đã tạo ra trại hè đầy bổ ích và ý nghĩa dành cho chúng em. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập, lao động và công tác thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ cũng như là thầy cô giáo. Vâng, em xin gửi lời cảm ơn tới các ban giám khảo cũng như là quý vị khán giả, cũng như một lời chúc sức khỏe, chúc hội thi của chúng ta thành công tốt đẹp. Phần trình bày của em đến đây là hết. Em xin thành cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe ạ. Vâng. Như vậy là phần thuyết trình của đơn vị Nguyên Bình đã xong. Bây giờ đến phần thuyết trình của đơn vị Sơn Lâm. Như vậy là bây giờ đến với đơn vị Xuân Lâm. Hello, yes, I am a team member of Xuân Lâm. First of all, I would like to wish the road good health and the soccer camp success. And now I will represent my team, present about my team.
Kính thưa các quý vị đại biểu, em là thành viên của chi đội phường Xuân Lâm. Trước tiên, em xin gửi lời chúc sức khỏe đến ban giám khảo. Chúc trại hè năm 2023 thành công tốt đẹp. Và sau đây em xin thay mặt chi đội của mình thuyết trình về trại hè của chi đội chúng em. Như các vị ban giám khảo có thể thấy, ở phần cổng trại trên cùng chúng em có biểu tượng ảnh Bác Hồ đang đeo khăn quàng cho em thiếu nhi, mang ý nghĩa Bác Hồ, người cha già của dân tộc, doanh nhân thế giới, người luôn dành những tình cảm, sự yêu thương đặc biệt đối với thiếu nhi. Vì thế mà hình ảnh Bác Hồ luôn gắn liền với thiếu niên nhi đồng Việt Nam. Cùng với đó là hai biểu tượng cánh chim và những ngọn đuốc đang thắp lửa cho những ước mơ của các em thanh thiếu niên bay cao và bay xa về học tập, tu dưỡng và rèn luyện xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ kính yêu. Bên dưới trại là biểu tượng măng non sẵn sàng và bên chi đội Xuân Lâm, và cùng biểu tượng của đoàn thanh niên là hai lực lượng tiên phong sẵn sàng đi đầu tham gia hội chạy hè năm 2023. Chúng em có dựng hai bên dòng khẩu hiệu, bên phải là câu tuổi trẻ Xuân Lâm tiên phong chung tay chuyển đổi số, với sức trẻ và sự năng động sáng tạo nhạy bén với khoa học công nghệ thì thanh niên Xuân Lâm là lực lượng xung kích thúc đẩy trong sự phát triển tại địa phương. Kết quả phường Xuân Lâm chúng ta vượt chỉ tiêu đến thứ tư trong toàn thị xã Nghi Sơn trong công cuộc chuyển đổi số. Bên trái là câu Nghi Sơn thành phố tương lai, một Nghi Sơn đang từng ngày thay ra đổi thịt thông qua việc học tập rèn luyện với chủ đề trại hè làm nhìn việc tốt tiến bước lên đảng, góp phần cho một Nghi Sơn thành phố tương lai vào năm 2030. Mời các ban giám khảo đi vào khuôn viên trại. Con người chúng ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về, đó là quê hương. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Chính vì thế quê hương là nơi chúng ta có thể đi, nhưng tim ta vẫn mãi ở lại. Em luôn tự hào mỗi lần nhắc hết dự quần phường Xuân Lâm của mình. Nơi ấy có nhà văn hóa tổ dân phố dự quần, nơi để cán bộ và nhân dân tổ chức các cuộc họp. Tiếp theo là ngôi trường mầm non Xuân Lâm, ngôi trường có bề dày trong công tác chăm sóc và giáo dục nhiều năm liền, được nhận bằng khen của chính phủ. Không gian bố trí sắp xếp phù hợp khoa học, trường đạt chuẩn quốc gia, xứng đáng là ngôi trường để phụ huynh đặt niềm tin và gửi gắm con em mình. Tiếp theo là mô hình sân bóng, nơi mà mỗi buổi chiều em cùng các bạn, các anh chị đoàn viên thanh niên chơi đá bóng, thả diều và các trò chơi dân gian. Đây là hình ảnh chùa Phúc Long Tự và đình Làng Dừa. Xin phép giới thiệu rõ hơn về đình Làng Dừa. Đình Làng Dừa, trước cách mạng tháng 8 năm 1945, đây là ngôi đình có kiến trúc độc đáo, khang trang, bề thế và linh thiêng bậc nhất phủ Ngọc Sơn, nay là thị xã Nghi Sơn. Mọi người thường đến đây để hội họp, sinh hoạt văn hóa và thờ cúng các vị thần có công đầu trong chiêu dân lập ấp, mở mang bờ cõi, chống giặc ngoại xâm. Dư quần góp một phần phát triển cho Xuân Lâm. Xuân Lâm có tổng diện tích là 960,15 hectare, có khoảng 68.600 nhân khẩu, đường quốc lộ 1A và trục đường sắt Bắc Nam đi qua. Phía Bắc giáp với phường Nguyên Bình, phía Nam giáp với phường Trúc Lâm, phía Đông giáp với phường Hải Bình và phía Tây giáp với một phần Nguyên Bình và Trúc Lâm. Nhìn vào mô hình, ta có thể thấy khu công sở, trạm y tế, trường học, khu công nghiệp nhà máy giày Anora nổi bật và phát triển và tiềm năng về kinh tế. Khu công nghiệp nhà máy giày Anora được thành lập vào năm 2012. Nó đã làm rất nhiều công ăn việc làm và nâng cao đời sống của người dân quê hương chúng em. Tiếp theo là chúng em còn trưng bày dụng cụ nghề trải lưới, là nghề đặc trưng của người dân Xuân Lâm. Nó mang thêm phần sinh động cho không gian trại hè và phường Xuân Lâm sẽ đẹp hơn, văn minh hơn khi chúng ta đang nhìn thấy những thùng rác được đặt khắp tổ thân phố với thùng rác mang tên thùng rác thiếu niên tự quản này. Thì sau mỗi đợt phát động,
ngày Chủ nhật xanh em yêu môi trường ấy, thì sau một năm chúng em tin rằng mình sẽ góp được một quỹ nhất định để làm thực hiện việc tốt, để sự danh hiệu là làm nghìn việc tốt. Tiến bước lên đoàn, đi vào bên trong trại, chính giữa trại là bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc. Có cờ Tổ quốc, bên dưới là hai đội dự bị tin cậy là cờ đội viên và đoàn thanh niên. Bên trái là góc học tập, đó là những hình ảnh các em đội viên thu gom rác thải để gây quỹ và hình ảnh các anh chị đoàn viên trong công tác chuyển đổi số. Bên cạnh đó, chúng em còn trung bổ các giấy khen, giấy chứng nhận, tờ thi đua mà các đội viên, đoàn viên, thanh niên, nhân dân và cán bộ phường Xuân Lâm đã đạt được trong nỗ lực học tập và rèn luyện trong các phong trào thi đua. Cùng với đó, chúng em đã sử dụng nón và mẹt để kết nên hình chữ S, mang ý nghĩa sâu sắc như một đất nước Việt Nam. Mỗi chiếc nón tượng trưng cho những đoàn viên, đội viên, thanh niên luôn cống hiến hết sức khỏe tuổi trẻ của mình trong mọi nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước. Bên phải là góc học tập, và cuối cùng, thay cho hình thức báo tử thì nhân dân phường Xuân Lâm, trong đó có các anh chị đoàn viên thanh niên và các cô giáo mầm non, đã làm và vẽ ra một bức tranh từ nguyên vật liệu phế liệu địa phương như giấy báo, vải, lưới, vỏ ốc, ngao. Một bức tranh cho ta thấy không còn là một Nghi Sơn trong mơ, nếu mà là một Nghi Sơn đã thức dậy và đang từng ngày thay da đổi thịt. Kính thưa ban giám khảo, thị xã Nghi Sơn được thành lập ngày 1 tháng 6 năm 2020, còn có tên gọi là Nghi Sơn, thể hiện tiềm năng, lợi thế, động lực phát triển khu đô thị xanh, đa ngành, đa lĩnh vực. Khi du khách đến Nghi Sơn, không thể không ghé qua các gian lam thắng cảnh như nhà máy lọc hãng tàu Nghi Sơn, khu công nghiệp nhà máy giày Anora, đảo Hòn Mê. Bên cạnh đó, khi du khách đến Nghi Sơn sẽ được đắm mình vào dòng nước xanh mát như biển Hải Hòa, Bãi Đông và được thưởng thức nhiều món hải sản do chính người dân địa phương đánh bắt về. Tất cả tạo thành một khu tổng thể du lịch độc đáo. Cuối cùng, thông điệp mà chúng em muốn gửi đến hội chạy hè năm 2023 là mong muốn các em phường Xuân Lâm nói riêng, thị xã Nghi Sơn nói chung sẽ cố gắng học tập, rèn luyện và làm nghìn việc tốt để sau này trở thành những công dân đủ đức, đủ tài, phục vụ cho Nghi Sơn ngày càng phát triển. Trước khi kết thúc phần thuyết trình, em xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức chạy hè, các bác lãnh đạo, ban giám khảo, các mạnh thường quân, các bậc phụ huynh đã ủng hộ cho em về tinh thần và vật chất, và đặc biệt hơn còn cho em một chạy hè thật nhiều niềm vui và bổ ích. Em xin chân thành cảm ơn. Toàn quá các bạn. Như vậy là phần thuyết trình của đơn vị Xuân Lâm đã xong. Bây giờ là đến đơn vị Ninh Hải. Như vậy là đơn vị Xuân Lâm đã xong rồi. Bây giờ đến đơn vị phường Ninh Hải. Tình yêu đất nước,
hiên ngang giao cuồng về phía biển Đông để bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Và sau đây xin kính mời ban giám khảo và các quý vị khán giả chúng ta cùng đi vào bên trong. Đây là cột cờ Tổ quốc, một biểu tượng oai hùng. Phía bên phải của trại là mô hình đất nước Việt Nam với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, những trái tim đồng thể hiện một đất nước yêu chuộng hòa bình và giàu lòng nhân ái. Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn. Cánh cò bay lảng dập dờn, mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Và tiếp theo chúng ta cùng tham quan những mô hình bên phía trái. Đây là đài tưởng niệm ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, những người con của quê hương Ninh Hải đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Máu đào của các thương binh liệt sĩ đã tô thắm thêm ngọn cờ của Đảng, của đất nước ta, đất nước của những người chưa bao giờ khuất. Tiếp theo là công sở phường Ninh Hải, khang trang và sạch đẹp. Những năm gần đây, đội ngũ cán bộ công chức phường đã có nhiều nỗ lực cố gắng và đạt được nhiều kết quả trong các lĩnh vực. Bên cạnh là trường trung học cơ sở Lương Trí, bên cạnh là trường trung học cơ sở Ninh Hải, nơi ươm mầm dạy dỗ cho các em học sinh những thế hệ tương lai của đất nước. Đây là sân vận động phường, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, thể thao, thu hút nhiều khán giả, nhiều tầng lớp nhân dân. Và đây là trạm y tế, nơi khám chữa bệnh cho người dân. Tiếp theo xin mời ban giám khảo và các quý vị đại biểu chúng ta cùng đi vào bên trong để tham quan trải nghiệm của em. Ngay giữa trại chính là lá cờ Tổ quốc thiêng liêng, phía bên dưới là ảnh Bác Hồ, xung quanh là những đóa hoa sen tươi thắm mà chúng em muốn dâng lên Bác. Phía bên phải của lá cờ Tổ quốc là lá cờ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, biểu thị sức mạnh và ý chí của thanh niên Việt Nam. Bên trái là lá cờ đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tượng trưng cho truyền thống và tự hào của đội. Và đây là hoa học tập, nơi chúng em say mê với những bài giảng và tiến tới tương lai. Tiếp theo là một số hình ảnh hoạt động của phường Ninh Hải chúng em với nhiều hoạt động đa dạng, ý nghĩa. Phía bên này là những sản phẩm uy tín chất lượng do những con người Ninh Hải làm ra trên quê hương mình. Tiếp theo, như ban giám khảo và quý vị đã nhìn thấy, xung quanh trại được bao bọc bởi những hàng rào xinh xắn. Tuy nhìn tổng thể trại có phần không quá cầu kỳ, nhưng được làm bằng tất cả những tấm lòng với sự đam mê khéo léo của các thành viên trong đội. Qua hội trại lần này giúp chúng em tự tin và mạnh mẽ hơn, sẵn sàng với những thử thách trong cuộc hành trình đến với tương lai. Bài thuyết trình của em đến đây là kết thúc. Thay mặt toàn thể chi đội phường Ninh Hải, gửi đến các ban giám khảo, các quý vị đại biểu và khán giả lời chúc sức khỏe và thành đạt, chúc cho hội thi thành công tốt đẹp. Như vậy là thuyết trình của đơn vị Ninh Hải đã xong. Đây là đồng chí bí thư đoàn của phường Ninh Hải, Ninh Kiêu, một bình luận viên nổi tiếng của thị xã Nghi Sơn. Như vậy là bây giờ đến phường Hải Thanh. Kính thưa các quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể quý bà con nhân dân có mặt trong hội trại ngày hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và ngày Quốc khánh ngày 2 tháng 9, thị
xã Nghi Sơn đã phối hợp với các đoàn xã, phường tổ chức hội trại để ôn lại những chặng đường vẻ vang phát triển của đoàn. Trong hội trại ngày hôm nay, mỗi chi đội đều đem đến những thông điệp sâu sắc, ý nghĩa của riêng mình. Em là Hoàng Mai Phương, đại diện cho chi đội phường Hải Thanh, xin trình bày qua chiếc cổng trại này, nơi chúng em muốn gửi gắm tình yêu của mình với quê hương và nền hòa bình của thế giới. Phía bên trái các quý vị là cột chủ đề hội trại của năm 2023 làm mình để tốt tiến bước lên đoàn. Bên trên cột chủ đề là huy hiệu đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với lịch sử 93 năm hình thành. Bên cạnh huy hiệu đoàn là huy hiệu đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh với lịch sử 82 năm hình thành và phát triển. Hai huy hiệu được gắn trên thân của một loài chim hạc. Loài chim hạc này tượng trưng cho lịch sử năm văn hiến của dân tộc ta. Phía bên trên huy hiệu đoàn là ngọn lửa thiêng tượng trưng cho sức trẻ lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cao nhất là biểu tượng cho sự hòa bình. Hòa bình là khát vọng của mỗi người trên thế giới, nó cho chúng ta cuộc sống bình đẳng, tự do, hạnh phúc. Hòa bình là không có chiến tranh, là mối quan hệ hiểu biết, hợp tác, bình đẳng và tôn trọng giữa các quốc gia, dân tộc, giữa con người với con người, là niềm khát vọng của toàn nhân loại. Bên phải các quý vị là bản đồ địa lý của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với hai vùng biển thiêng liêng là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khi nói về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhà thơ Nguyễn Viết Chiến đã viết rằng nếu tổ quốc đang bão giông từ biển, có một phần máu thịt ở Hoàng Sa, ngàn năm trước con theo cha xuống biển, mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa. Xin kính mời ban giám khảo tiến vào bên trong cổng trại. Đây là cột cờ của Tổ quốc Việt Nam ta. Phía bên trái các quý vị là mô hình phường Hải Thanh. Hải Thanh là một vùng ven biển. Chính vì thế, nghề nghiệp chính của mọi người là đánh bắt thủy hải sản. Đặc trưng dân cư ở Hải Thanh được chia thành hai vùng là Phật giáo và Công giáo. Đây là nhà thờ giáo xứ Ba Làng. Ở Hải Thanh có rất nhiều địa điểm, có rất nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng và có ý nghĩa lịch sử lâu đời như đền Quang Trung, đền Lạch Bạng hay chùa Đất Tiên. Phía bên phải các quý vị là mô hình vùng biển Hải Thanh với các con tàu đang khai thác thủy hải sản. Xin kính mời ban giám khảo tiến vào bên trong trại. Đây là nơi trang trọng nhất. Phía bên này là cờ đoạn, bên này là cờ đội. Còn đây là chân dung Bác Hồ kính yêu, vị cha già của dân tộc, người đã hy sinh cả cuộc đời mình để đổi lấy nền hòa bình, tự do cho dân tộc Việt Nam ta. Xin giới thiệu, đây là góc học tập của thanh thiếu nhi chi đội phường Hải Thanh. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai cùng với các cường quốc Nam Châu hay không? Chính là nhờ một phần công lớn ở học tập của các em. Vì nhớ lời Bác dạy, thanh thiếu nhi chi đội phường Hải Thanh luôn ra sức cố gắng học tập để đạt được những thành tích tốt, kết quả cao nhằm phát triển đất nước như di nguyện của người. Phía bên này là những thành tích và các hình ảnh nổi bật trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mà đoàn phường Hải Thanh đã đạt được. Đây là các đặc sản của địa phương như mắm tôm, mắm tép hay nước mắm. Xin kính mời ban giám khảo tiến ra cổng trại cùng em. Thông điệp mà chi đội phường Hải Thanh chúng em muốn gửi tới mọi người chính là phải luôn bảo vệ nền hòa bình của thế giới, tình yêu với quê hương và tình yêu thương dành cho thiếu nhi. Bài chương trình của em đến đây là kết thúc. Thay mặt cho chi đội phường Hải Thanh, xin kính chúc các quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể quý bà con nhân dân một lời chúc sức khỏe, chúc hội trại của chúng ta thành công tốt đẹp. Như vậy là bài chương trình của phường Hải Thanh đã kết thúc và đến phường Hải Thượng.
và Hải Ninh. Như vậy là sau Hải Thượng, sau đó đến Hải Ninh. Anh ơi, thích là anh quay dần dần thiện nha. Cháu anh quay dần dần nét căng vào nha. Dạ. À rồi, ok. Ôi, thưa thầy em rồi. Nhiệt liệt chào mừng quý vị ban giám khảo đến với trại hè của chi đội phường Hải Thượng. Chúng tôi ban giám khảo vội trại. Cục trại của chúng em được làm từ nguyên vật liệu là tre nứa, một nguyên vật liệu đã cùng gần gũi thân thuộc với mọi người dân Việt Nam. Tre nứa đã có mặt từ xa xưa và từ rất lâu đời. Tre gắn bó với con người từ làng mạc đến cánh đồng, đâu đâu cũng là tre, cũng là nứa. Tre gắn bó ân tình gần gũi sâu sắc với người dân ta. Tre hiện thân, tre như là hiện thân với bao phẩm chất cao quý của con người dân đất Việt. Tre thủy chung tình nghĩa, bên tình thiên nga kiên cường bất khuất, vượt qua bao gian khó, mưa bom lửa đạn cùng với nhân dân Việt Nam. Tre còn mang trong mình sự bền bỉ dẻo dai, vượt qua bao thiên tai lũ lụt. Và hướng mắt lên trên cột trại, đó là hình ảnh của Bác Hồ với thiếu nhi. Ta cũng đã biết lúc sinh thời Bác Hồ dù vẫn trang công nghìn việc nhưng Bác vẫn luôn dành một tình yêu thương to lớn dành cho các anh trẻ em nhi đồng. Bác vẫn dành đôi chút thời gian để góp phần gần gũi với thiếu nhi trong Tết Trung Thu hay viết những tâm tình gửi đến các em vào ngày khai giảng. Bên cạnh hình ảnh của Bác Hồ và thiếu nhi chính là lá cờ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với hình bàn tay nắm chắc lá cờ thể hiện cho một lý tưởng tươi sáng hướng về một tương lai phía trước. Bên phải của hình ảnh Bác Hồ và thiếu nhi là lá cờ đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, là hình ảnh của một cây tre mọc thẳng vươn cao như mầm non tương lai của đất nước đang hướng về một tương lai tươi sáng hơn. Và hai bên cổng trại là chủ đề mà các em cũng hướng tới, đó là làm người thật tốt, những bước lên đoàn. Chúng ta nhìn lên bên cột mốc ở trên là lá cờ đỏ sao vàng, lá cờ của Tổ quốc, các tung bay góc phới nhưng gợi nhắc chúng ta về một lịch sử hào hùng, về một quá khứ vàng son của cha ông đã vì nước mà quên thân, hy sinh bao mồ hôi nước mắt để giành lại hòa bình độc lập cho Tổ quốc. Phía bên phải là hình ảnh của bản đồ nước Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa khẳng định chủ quyền dân tộc như sách trời của gia đình không thể thay đổi. Và lễ bế mạc chiều nay tại đoàn trường tập và giám khảo tiến vào cuộc trại của các đơn vị và các đồng chí đoàn ban chấp hành của các đơn vị và một đây là những mô hình thu nhỏ có tại phường Hải Thượng chúng em. Nơi đây là trường mầm non, nơi giáo dục những mầm non tương lai của đất nước ngày một phát triển hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Và đây là trạm y tế của phường Hải Thượng với những cơ sở vật chất đầy đủ, tiện nghi. Và bên tay trái của em là nơi công sở, nơi ban lãnh đạo thường ngày làm việc để lãnh đạo người dân một cách tốt hơn. Đây là những nơi ghi công các anh hùng liệt sĩ để mình tưởng nhớ lại công lao của họ. Chiều nay sau khi bế mạc cái hội ban giám khảo tiến sâu vào trong trại đi giữa trại là hình ảnh của Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc. Hai bên của Bác là những làn hoa tươi thắm như tấm lòng của Viễn Phương trong bài thơ Viễn Lăng Bác. Kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân như tấm lòng của bọn em muốn dâng lên Bác những gì tinh túy cao đẹp nhất của đất trời. Bên tay phải chính là những dấu ấn mà phường đã đạt được ở gần đây nhất, chính là danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, danh hiệu mà chúng em luôn luôn tự hào về phường của mình. Bên trái chính là góc học tập
một thứ không thể thiếu đối với các thiếu niên đầu học tập, để hành trang trang bị cho mình những thứ gì cần thiết nhất, trang bị một thứ đầy đủ để mình có thể làm theo lời Bác dạy, có thể sánh bước ngang với các cường quốc Nam Châu. Thì lý do là em đến đây là kết thúc. Cảm ơn ban giám khảo đã bất chút thời gian. Và bài thuyết trình của phường Hải Thượng đã kết thúc. Như vậy là Hải Thượng đã xong. Bây giờ đến Hải Ninh. Vì lý do là 31 trại cho nên là ban giám khảo chia ra thành hai nhóm để chấm trại. Vì vậy mà tôi thì đi theo cái nhóm của các đồng chí từ Hải Bình đi xuống. Bây giờ đến đơn vị Hải Ninh. Ban giám khảo cùng toàn thể các anh chị đoàn viên đến tham quan trại đơn vị phường Hải Ninh. Kính thưa các quý vị đại biểu, em là Xuân Trà, thay mặt cho hơn 80 bạn đội viên phường Hải Ninh xin thuyết trình về trại của đơn vị mình với chủ đề Thiếu nhi phường Hải Ninh làm nghìn việc tốt, kiến thức lên đoàn. Kính thưa quý vị, sống trong thời kỳ hội nhập toàn cầu, chúng em tự hào là thế hệ trẻ luôn luôn nhận được tình yêu thương, sự quan tâm từ các thế hệ đi trước để được tiếp cận với nền văn minh của thế giới nhân loại như là chuyển đổi số đây. Và điều đó đã không ngừng thôi thúc chúng em cố gắng nỗ lực học tập, làm thật nhiều việc tốt, cùng nhau tiến bước lên đoàn với niềm tin khát vọng mãnh liệt rằng một ngày không xa quê hương chúng ta sẽ giàu mạnh phát triển. Vâng, kính thưa quý vị, xét về mặt tổng quan, trại được xây dựng theo tiêu chuẩn chiều cao 2,6m, chiều rộng 4m và chiều dài 5m. Nổi bật nhất đó chính là cổng trại. Cổng được xây dựng chiều cao 2,2m và chiều rộng lên đến 6m ạ. Như vậy là Hải Ninh xong đến Hải An xong đến Tân Dân. Cổng là sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp hiện đại và truyền thống, bởi tre trúc nhứa vốn đã gắn liền với dân tộc ta, thì thép mới từng viết sẽ giữ làm, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Sẽ có Hải An xong đến Tân Dân. Đến bây giờ vẫn luôn đồng hành hiện hữu cùng cuộc sống hàng ngày của mọi người. Và hôm nay đơn vị chúng em một lần nữa cho tre được xuất hiện ở đây để khẳng định rằng tre chính là biểu tượng của làng quê của con người Việt Nam. Vâng, chúng ta đề nghị tất cả đơn vị là chiều nay sau khi chúng ta diễn giả thì chúng ta sẽ dọn vệ sinh những khu vực trước. Bên cạnh đó còn có hai cái hồ lớn, bốn hành ảnh vô cùng quen thuộc đối với người dân miền Trung chúng ta. Chính thế, cánh hồ còn chưa được xây dựng là niềm tin và nói vọng của trẻ. Vâng, và chúng ta có thể quan sát đối với hai thì Hải Linh và đơn vị Hải Bình nhé. Chúng ta bố trí lực lượng, chúng ta dọn là bên phía cánh tầng hông của đơn vị mình. Đối với đơn vị Hải Ninh và đơn vị Hải Dương, chúng ta bố trí lực lượng và vệ sinh từ ta của tỉnh đi ra đến cổng. Xin cảm ơn. Còn tiếp theo, quý vị hãy cùng hướng ánh mắt sang phía bên phải của cổng trại, đó chính là hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp được thu nhỏ trong dải đất hình chữ S. Đất nước chúng ta đang cùng nhau bước vào công cuộc chuyển đổi số từ xã hội số, y tế số, kinh tế số đến an ninh số, và thực hiện quyết định 6 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án ứng dụng dữ liệu định danh cá nhân điện tử chuyển đổi số quốc gia từ năm 2022 đến năm 2025. Phường Hải Ninh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai đối với toàn nhân dân, và đến bây giờ đã có hơn 9.000 công dân trên địa bàn phường Hải Ninh thực hiện điều này. Đó là một ví dụ điển hình về việc phường Hải Ninh đang cùng nhau chuyển đổi số. Vâng, và tiếp theo phía bên trái của chúng ta thì đó là hình ảnh quần đảo Trường Sa cùng với những người chiến sĩ đang canh gác biển đảo. Bên cạnh đó còn có trống đồng, như quý vị có thể quan sát thấy ở đây. Trống đồng là hình ảnh tiêu biểu cho nền văn hóa tân. Trống đồng bây giờ vẫn đang còn hiện hữu và vẫn luôn được tôn vinh cho nền văn hóa của chúng ta. Và bây giờ xin được mời quý vị ý kiến vào phía trong trại ạ. Đi nguồn nước lên nhanh lên. Vâng, quý vị có thể quan sát thấy bên đây là công sở của nhà khu công nghiệp Hải Ninh và cảng các nhà máy điện Hải Ninh. Phía bên đây thì có trung tâm du lịch phường và khu đô thị Hải Ninh.
Thông Hải Ninh đang không ngừng chuyển mình, tích cực đổi mới phát triển, quy hoạch. Điều đó khiến chúng ta không ngừng hy vọng rằng trong tương lai gần, phường Hải Ninh chúng ta sẽ trở thành một trong những phường mạnh nhất về việc phát triển kinh tế, văn hóa và giáo dục của phường Hải Ninh. Vâng, tiếp theo khi phải về trong đây, chúng ta còn thấy ấn tượng hơn về hình ảnh của hai chiếc thuyền ở đây. Như quý vị có thể thấy, chiếc thuyền vốn là những người bạn đồng hành của những người dân biển, và hôm nay chúng đã được khắc họa vô cùng rõ nét và sinh động ở đây, quý vị có thể quan sát thấy ạ. Và tiếp theo xin mời quý vị cùng tiến vào phía trong của phân trại. Đang ở giữa đó chính là bàn thờ cùng với bức tượng Bác Hồ của chúng ta. Chúng ta cờ tổ quốc, bên phải là cờ đội và bên trái là cờ đoàn. Vâng, kính thưa quý vị, mời quý vị tiến vào trong đây ạ. Vâng, kính thưa quý vị, đây chính là góc học tập của thiếu nhi cùng số thành tích vô cùng nổi bật. Và phía bên đây chính là góc thư viện của chúng ta. Văn hóa đọc sách vốn là một văn hóa mà luôn cần được gìn giữ và bảo tồn, thưa quý vị. Và bên đây chính là phòng truyền thống. Phòng truyền thống thì lưu giữ rất nhiều giải thưởng cũng như là những đóng góp của những cá nhân cũng như tổ chức. Và phường Hải Ninh thì 5 năm gần đây đã luôn luôn tổ chức hội đại như là một sân chơi lành mạnh cho những thiếu nhi của phường. Và ở đây có những hoạt động tiêu biểu của chính quyền, ban ngành và đoàn thể chính trị phường Hải Ninh như quý vị có thể quan sát thấy ở đây ạ. Vâng, và bên cạnh đó còn một điều vô cùng đặc biệt ở đây, đó chính là quý vị có thể quan sát thấy mã QR ở đây, đúng không ạ? Chúng ta có thể quét mã QR để tham gia vào đội chuyển đổi số của phường Hải Ninh, thưa quý vị. Vâng, một điều vô cùng đặc biệt nữa mà em đã đây chúng ta có thể thấy toàn bộ những mô hình này, mô hình ở ngoài phía đây, chúng em đều dùng từ những vật dụng tái chế. Ở đây chúng em muốn truyền tải thông điệp, đó chính là bảo vệ môi trường vốn đang là một vấn đề vô cùng cấp bách hiện nay. Vâng, và lời cuối cùng cho em xin phép nói rằng tuổi trẻ phường Hải Ninh nói riêng và tuổi trẻ của thị xã Nghi Sơn nói chung, chúng em gọi đó là thế hệ đón chào. Với cương vị là những mầm non tương lai của đất nước, chúng em tin rằng nhiệt huyết, tài năng và khát khao cống hiến sẽ là điều mà chúng em luôn hướng đến, trau dồi để cùng nhau xây dựng đất nước văn minh tốt đẹp. Và lời cuối cùng, em xin cảm ơn các quý vị đại biểu đã ghé thăm trại. Hy vọng rằng những ý tưởng, thông điệp mà tuổi trẻ phường Hải Ninh gửi gắm qua trại sẽ chạm đến được trái tim của mọi người. Và xin kính chúc các vị đại biểu, các anh chị, các bạn đội viên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc cho hội trại của chúng ta diễn ra thành công, rực rỡ. Như vậy là đơn vị Hải Ninh đã xong, đến đơn vị Hải An xong đó đến Tân Dân. Hiện nay mới xong đúng không? Của các bạn đến đơn vị Hải An. Kính thưa ban giám khảo, lời đầu tiên cho các em xin được gửi tới tổ chức ban giám khảo một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc cho hội trại hè thị xã Nghi Sơn năm 2023 của chúng ta thành công rực rỡ. Kính thưa các quý vị, trại hè của chúng em có chủ đề thiếu nhi Hải An làm nghị lực tốt tiến bước lên đoàn. Vâng, phía bên hai cổng trại của chúng em là cặp cô đối rèn đức luyện tài thắp sáng tương lai. Và đó cũng là chủ đề mà chi đội chúng em muốn hướng đến. Cổng trại của chúng em được làm bằng tre, bằng những nguyên liệu tự nhiên gần gũi gắn bó với người dân Việt Nam trong đời sống văn hóa và tinh thần từ bao đời. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Chính vì ý nghĩa ấy mà chi đội phường Hải An chúng em xin tự hào mang tới hội trại và giới thiệu tới ban giám khảo một công trình kiến trúc vô cùng tâm huyết được làm bằng tre với những ý nghĩa vô cùng. Alo. Với những hàm ý vô cùng sâu sắc. Kính thưa ban giám khảo, cổng trại được xây dựng trên ý tưởng về lịch sử 4.000 năm giữ nước và giữ nước của dân tộc ta. Xin mời ban giám khảo cùng ngước mắt lên cổng trại của chúng em.
Phía bên trên là hình ảnh con thuyền lịch sử, biểu tượng cho chiều dài 4.500 mét của dân tộc ta. Đó là sự nỗ lực của Đảng đưa nhân dân ta vượt qua bao thác gầy để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Con thuyền mang ngọn đuốc đỏ soi sáng cho ý chí chiến đấu vì lý tưởng và khát vọng độc lập, tự do và hạnh phúc. Cũng chính là thứ chở niềm tin, ước mơ và hy vọng của chúng em vươn xa đến chân trời mới. Phía bên phải là huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Với lý tưởng đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, mang ý nghĩa đoàn là tổ chức, là lực lượng xung kích trong mọi phong trào, trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, điều dắt các em đội viên và thiếu niên nhi đồng. Còn phía bên trái là huy hiệu đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Hình tượng mang non biểu tượng cho thế hệ trẻ luôn thừa kế phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước. Vâng, ở chính giữa là Khuê Văn Cáp, một đơn nguyên kiến trúc nằm trong tổng thể của Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. Nơi đây được xem là trường đại học đầu tiên của nước ta, nơi đặt dấu ấn cho sự phát triển về tinh thần tự cường, tự chủ và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam. Trên cùng là hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vị lãnh tụ của dân tộc ta, người đã chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua bao thác gành đưa dân tộc Việt Nam đến bến bờ hạnh phúc và tự do. Phía bên phải là hình ảnh dàn khoan dầu khí. Dàn khoan không chỉ là nhiệm vụ tìm kiếm khai thác nguồn tài nguyên góp phần phát triển kinh tế đất nước, mà còn là biểu tượng mỗi dàn khoan là một cột mốc chủ quyền của Việt Nam. Tiếp đến là hình ảnh chiếc hạ, biểu tượng sự gắn liền với hàng nghìn năm lịch sử, mang theo những giá trị tinh thần, nét văn hóa, khát vọng của ba thế hệ người Việt. Phía bên trái là cột cờ Hà Nội, đứng sừng sững là lá cờ tổ quốc, như một nhân chứng lịch sử cho ý chí độc lập tự do, cho vinh quang và niềm tự hào của toàn thể dân tộc Việt Nam. Xin kính mời ban giám khảo cùng hướng mắt xuống phía chân trại của chúng em. Bên phải là cột mốc chủ quyền của biển đảo Trường Sa. Cột mốc không chỉ khẳng định chủ quyền của biển đảo mà còn thể hiện sự trân trọng, lòng biết ơn của nhân dân đối với thế hệ cha anh đi trước. Cùng với đó là hình ảnh pháo thành công thể hiện sự sẵn sàng chiến đấu của chiến sĩ Việt Nam đang ngày đêm bảo vệ tổ quốc. Phía bên trái cổng trại là bản đồ Việt Nam. Như vậy là sau Hải An là sẽ đến Tân Dân. Trong đó có quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Tân Dân xong đến Trúc Lâm, Trúc Lâm xong đến Phú Sơn. Việt Nam có một sông có thể qua, núi có thể mòn, sông tranh này không thể nào thay đổi. Vâng, tiếp theo xin mời ban giám khảo đến với phần quân viên của anh em. Sau Hải An là đến Tân Dân. Chính giữa là cột cờ, tiếp đến là mô hình nhà văn hóa đa năng, nơi chúng em được học tập và vui chơi qua những hoạt động bổ ích. Bên cạnh chính là mô hình bể cá với hình ảnh lao động của người dân, những hình ảnh thể hiện sự chăm chỉ cần cù lao động, đồng thời là mô hình đề cao cảnh giác sự đuối nước đối với trẻ em qua thông điệp bạn có thể tự mình phòng chống đuối nước. Đối diện là tiểu cảnh hồi quê, bức tranh thu nhỏ của làng quê Việt Nam, hình ảnh quen thuộc với người dân Việt Nam. Hải An từ xã lên phường trở thành chính quyền đô thị, từng bước xây dựng đô thị văn minh. Vì vậy mà tiểu cảnh cũng mang đến hình ảnh phát triển nông thôn, địa phương hướng tới nền nông nghiệp sạch. Bên cạnh chính là mô hình của khu sinh thái biển Hải An. Dự án được xây dựng với mong muốn quảng bá quê hương với mọi người. Cuối cùng chính là định hướng mà Hải An phát triển trong thời gian sắp tới. Tiếp theo xin mời quý vị vào tham quan khu trại của chúng em. Ngay giữa trại là cờ tổ quốc thiêng liêng, hai bên là cờ đoàn và cờ đội. Ở dưới là
trưng tượng của Bác Hồ. Xung quanh là những các hoa tươi thắm và mông ngũ quả mà chúng cháu thành kính dâng lên. Cống hiến. Cống hiến cho dân tộc Việt Nam để lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của người. Bên phải là góc học tập của chúng em. Chúng em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện đưa Việt Nam tới đài vinh quang sánh với các cường quốc Nam Châu như lời Bác đã dặn. Phía bên trái là góc trưng bày thành tích nổi bật của phong trào văn hóa văn nghệ phường mà chúng em đã đạt được. Xung quanh là một số hình ảnh hoạt động kinh tế xã hội, phong trào quốc phòng, an ninh phường Hải An và một số hoạt động của đoàn đội và phong trào thanh thiếu niên phường Hải An của chúng em ạ. Và cuối cùng là phần thuyết trình của em đã kết thúc. Cuối cùng em xin được cảm ơn ban tổ chức hội trại thị xã Nghi Sơn đã tạo cho chúng em một sân chơi lành mạnh bổ ích cho thanh thiếu niên chúng em. Lời cuối cùng cho phép em xin được cảm ơn tới ban tổ chức, ban giám khảo và chúc ban giám khảo một lời chúc ban tổ chức của chúng ta thành công tốt đẹp ạ. Như vậy là đơn vị Hải An đã kết thúc phần thi chấm chào đẹp của mình. Bây giờ đến tân dân. Tân dân xong đến Xuân Lâm. Sau đấy Trúc Lâm. Tân dân xong đến Trúc Lâm. Trúc Lâm xong đến Phú Sơn là xong. Trong cái nhóm chấm chạy ngày hôm nay. Lấy cho cô người ta đi cây. Mời các bạn đến với tân dân. Kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo hội trại, em Lê Thái Hiền Anh xin đại diện cho trại phường Tân Dân thuyết minh về ý nghĩa của cuộc trại và trại như sau. Năm 2023 là kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 để ôn lại chặng đường phát triển vẻ vang của lịch sử dân tộc Việt Nam ta. Về với hội trại lần này, phường Tân Dân cùng hướng đến chủ đề thiếu nhi Tân Dân làm nghỉ việc tốt, tiền tốt lên đàn bằng cổng trại với tên gọi Ra Khơi. Ra Khơi là biểu tượng và sức sống của dân làng ven biển. Biểu tượng ấy là linh hồn, khát vọng được người dân Tân Dân chúng em gửi gắm bằng con thuyền. Con thuyền sẽ hăng như con tuần mã, ra khơi bám biển mặt mòi, chở theo hy vọng, hoài bão, ước mơ, niềm tin và niềm tự hào của nhiều thế hệ đã đi trước. Để rồi mạnh mẽ vượt trường giang, sẽ từng bước vươn ra đại dương, đương đầu với mọi sóng dữ và từ ngày khi trở về sẽ nhận đời thành quả đẹp với những con cá tươi ngon thân bạc trắng. Cổng trại của chúng em dùng nguyên vật liệu rất giản đơn nhưng vô cùng gần gũi với mọi người dân Việt Nam, đó chính là tre, trúc. Tre xanh xanh từ bao giờ, chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh. Không biết tre có từ đâu, nhưng từ đời Hùng Vương thử sào đã đi vào truyền thuyết lịch sử chống giặc cứu nước. Hôm nay, với bàn tay tỉ mỉ, khéo léo của công dân Tân Dân, những người thợ không chuyên đã mang đến một cổng trại trước mắt chúng ta thật hoàn mỹ và vô cùng ý nghĩa. Xin kính mời ban giám khảo hướng mắt lên vị trí cao nhất của cổng trại. Đó chính là lá cờ tổ quốc đang tung bay phấp phới. Nhưng muốn nhắc nhở mọi người rằng hãy yêu quý mảnh đất thiêng liêng mà nhiều thế hệ dựng xây. Dưới cờ là ảnh Bác Hồ kính yêu. Bác Hồ là một vị lãnh tụ vĩ đại, có công lao vô cùng to lớn với đất nước Việt Nam. Chúng ta luôn nhớ, Bác là người đã khai sinh và đặt nền móng cho đất nước Việt Nam ngày nay. Bên tay phải là bùa liềm như thổi vào mỗi chúng ta, niềm tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới bùa liềm là con hạc đang trải cánh bay như sự trường tồn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới con hạc là hai chữ trại hè. Đây là một trong những kết tinh của tinh thần người dân Việt Nam trên khắp mọi nẻo đường đang diễn ra những hoạt động hữu ích hướng về ngày truyền thống của dân tộc Việt Nam. Phía bên trái của cổng trại là logo trống đồng. Biểu tượng này gợi nhắc về một nền văn minh nông nghiệp phát triển, là di vật tiêu biểu cho nền văn hóa của người Việt cổ thời kỳ dựng nước. Dưới logo là huy hiệu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, với cánh tay nằm chắc lá cờ hệt như muốn thể hiện một chân lý sáng ngời. Đoàn Thanh niên là đội hậu bị tin tưởng và cũng là cánh tay phải của Đảng. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Đối xứng bên phải huy hiệu đoàn là huy hiệu của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Hình tượng mang ngao mọc thẳng chính là sự mạnh mẽ, trẻ trung, tiếp bước trai để tiếp quản đất nước trong tương lai. Bên huy hiệu là bánh răng lịch sử. Gắn kết với hai ngọn đuốc không chỉ giúp chúng ta luôn hướng về đất nước với 4.000 năm trường tồn và phát triển, mà còn giúp chúng ta luôn nhớ về Bác Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã soi đường dẫn lối cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi đêm trường nô lệ để đất nước Việt Nam có được ngày hôm nay giàu đẹp. Kính thưa ban giám khảo, phường Tân Dân quê em là mảnh đất ven biển, là một phần của phần đất liền Việt Nam hình chữ S với ba màu tương ứng với ba miền kết nối yêu thương Bắc, Trung, Nam và chủ quyền biển đảo.
làm thụ yến khơi bị mưu sinh, mà họ còn sẵn sàng bảo vệ chủ quyền mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng. Với cho dù vững chắc là mỏ neo, đây là biểu tượng của đất liền vực trái, và chúng ta sẵn sàng yên tâm ra khơi về những phao cứu sinh banh thuyền. Xin kính mời ban giám khảo bước vào bên trong cổng trại. Ban giám khảo là một cờ cao bảy mét với ý nghĩa nhằm khẳng định tinh thần yêu nước, khơi dậy ý thức trách nhiệm của nhân dân Ba nói chung và nhân dân phường Tân Xuân nói riêng trong việc bảo vệ và giữ gìn chủ quyền biển đảo tổ quốc. Và đây là ao cá và vườn cây cảnh, là một phần trong chuỗi hoạt động sinh hoạt của người dân mà ta đáng tự hào và trân trọng. Còn phía bên trái của chúng ta là mô hình khu di tích lịch sử Đảng bộ Tĩnh Gia. Đây là nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của huyện Tĩnh Gia, được thành lập ngày 6 tháng 12 năm 1930 tại làng Hồ Thượng, Tân Dân, là một phần trong những di tích cách mạng của thị xã Nghi Sơn chúng ta hôm nay. Ngay bên cạnh là khu công sở phường Tân Dân, là trụ sở làm việc với sự lãnh đạo đúng đắn của các cấp lãnh đạo tiêu biểu như thực hiện hiệu quả chính quyền vì nhân dân phục vụ, để có một phường Tân Dân luôn đi đầu trong mọi phong trào. Vào bên trong trại, chính giữa là bàn thờ Bác Hồ, hình ảnh hoạt động của chi đội, báo tường và một số sản phẩm của địa phương như ngô, lúa, lạc cùng một số sản phẩm là moi và cá khô. Kính thưa ban giám khảo, con thuyền của phường Tân Dân chúng em cùng nhau đoàn kết để mỗi chuyến ra khơi trên mọi mặt trận mang ước mơ trở thành hiện thực. Bài thuyết minh của em đến đây là kết thúc. Cuối cùng, em xin thay mặt cho chi đội gửi tới ban tổ chức, ban giám khảo một lời chúc sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc hội trại của chúng ta thành công tốt đẹp. Em xin chân thành cảm ơn. Như vậy là đơn vị Tân Dân bé thuyết trình rất hay và tốt. Như vậy là bé thuyết trình quá chuẩn các bạn. Tân Dân cố lên. Như vậy là đơn vị Tân Dân đã thuyết trình xong. Bé rất chi là nói rất chi là lưu loát, to rõ. Hay không anh? Có đây hả? Đây, con này, đúng đây, con này. Chúng mừng người anh nha. Như vậy là đơn vị Tân Dân đã xong. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với phường Trúc Lâm. Sau Trúc Lâm là đến Phú Sơn và Bình Minh là đơn vị cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay.
Ngay tại vị trí trung tâm, em xin vinh dự được đặt chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, và dâng lên người những đóa hoa tươi thắm cùng mâm ngũ quả để tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Phía bên phải chính là góc học tập giúp chúng ta nắm vững kiến thức. Hy vọng rằng thông qua góc học tập này, văn hóa đọc sẽ ngày càng được lan tỏa rộng rãi trong thời đại bùng nổ Internet hiện nay. Tiếp đến sẽ là báo tường mang thông điệp Em là măng non của Đảng và thiếu nhi phường Trúc Lâm tiến bước lên đoàn, làm nghìn việc tốt, tiến bước lên đoàn. Phía bên phải chính là một số hình ảnh hoạt động của phường Trúc Lâm. Kế tiếp sẽ là khu trưng bày nông sản, những thành phẩm sau một quá trình lao động vất vả, cần mẫn của người dân Trúc Lâm. Sau đây, xin mời quý vị đại biểu, ban giám khảo cũng hướng mắt nhìn về phía hai bên cổng trại. Về Trung Lâm, nghe đổi thông gió hát, hồ khe xanh trong mắt đồng xanh. Bức tranh về quê hương Trung Lâm thân yêu đã được chúng em tái hiện và mô hình hóa một cách chân thực, gần gũi, gửi gắm vào đó những mơ ước của tuổi trẻ. Đây sẽ là khu công sở phường, tiếp đến sân vận động, còn đây là đài tưởng niệm 83 vị anh hùng liệt sĩ được tựa lưng vào chân núi Trản Cồn tại tổ dân phố Hữu Lộc. Phía bên này sẽ là đình làng Đảng Tín với cây đa, giếng nước, ao đình được duy trì lễ hội cầu yên hàng năm. Đây cũng là một trong những khu di tích lịch sử được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận vào năm 2010. Cuối cùng sẽ là khu hành chính của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên tỉnh Thanh Hóa. Cùng với sự phát triển của quê hương Trúc Lâm, chúng em mong ước được cùng chung tay xây dựng một xã hội an toàn, phát triển, một môi trường thân thiện, xanh, sạch, đẹp và hướng đến phường Trúc Lâm đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024. Kính thưa các quý vị đại biểu, ban giám khảo, chúng em tin rằng dưới sự dìu dắt của đoàn, sự lãnh đạo của Đảng, thanh thiếu niên chúng em sẽ vững bước tiến lên làm nhiều việc tốt hơn nữa và chung tay góp phần xây dựng phường Trúc Lâm nói riêng và thị xã Nghi Sơn nói chung ngày một giàu đẹp, phát triển, văn minh. Đến với hội trại hè thị xã Nghi Sơn năm 2023 với tinh thần học hỏi, giao lưu với các chi đội trên toàn thị xã, chúng em xin cảm ơn các quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể quý khán giả đã đến tham quan và lắng nghe ý tưởng về trại của chi đội em. Một lần nữa, xin thay mặt chi đội, em xin gửi tới các quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc hội trại hè thị xã Nghi Sơn năm 2023 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Như vậy là phần thuyết trình của đơn vị Trúc Lâm đã xong. Bây giờ đã đến đơn vị thuyết trình của Phú Sơn. Phú Sơn xong đến Bình Minh là kết thúc các bạn nghe. Chào mừng cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Em là Phạm Ngọc Ánh, rất vinh dự khi được thay lời cho các bạn hội viên xã Phú Sơn xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể thị xã Nghi Sơn có mặt trong ngày hôm nay. Kính thưa ban giám khảo, chúng em rất vui mừng khi được chào đón quý ban giám khảo đến thăm trại hè của xã nhà. Trước mắt của quý ban giám khảo đây là cổng trại với biểu tượng là hình ảnh được làm bằng con thuyền, được làm từ những vật liệu rất nổi quen thuộc của quê hương, đó chính là tre và nứa. Từ tác phẩm này chúng em muốn gửi đến được làm bằng tre và nứa, chính những đôi bàn tay khéo léo của các anh chị đội viên là những nghệ nhân đã dệt nên kiệt tác mang tên Đoàn xã Phú Sơn. Từ tác phẩm này chúng em muốn gửi đến một thông điệp: nếu cuộc đời là một bản nhạc thì tuổi thanh xuân lại là một đoạn điệp khúc của khát khao, hoài bão, của nhiệt huyết, cống hiến. Thưa ban giám khảo, phía bên tay trái của ban giám khảo đây là biểu tượng của đội, với cảm hứng từ hình ảnh bút măng non trên nền đỏ sao vàng cùng với biểu ngữ sẵn sàng mang ý nghĩa sâu sắc. Măng non là hình ảnh đại diện cho lứa tuổi thiếu niên Việt Nam, chủ nhân tương lai của nước nhà. Cùng với hình ảnh sao vàng năm cánh trên nền đỏ của lá cờ tổ quốc, thể hiện tinh thần tự hào của dân tộc, ngôi sao năm cánh đang chiếu sáng soi đường chỉ lối để thế hệ măng non luôn sẵn sàng nhận trọng trách thiêng liêng cao quý của mình. Phía bên trên huy hiệu của đội như ngày tháp mang ý nghĩa biểu tượng cho sự chân lý, cho ánh
sáng của Đảng, cho khát vọng chiến thắng, cho sức trẻ, cho sự vươn lên của hàng triệu trái tim thanh thiếu niên Việt Nam, để chúng em có thể tiến bước lên đoàn, để đứng vào hàng ngũ của đoàn, được lý tưởng cách mạng soi sáng. Đoàn đã dìu dắt bao thế hệ thanh thiếu niên tiếp bước truyền thống cha anh, nguyện cống hiến mùa xuân nho nhỏ của cuộc đời mình trong mùa xuân lớn của quê hương đất nước. Quốc ta mãi mãi được trường tồn, sánh vai với các cường quốc Nam Châu, vươn mình ra biển lớn như lời của Hồ Chủ tịch đã dặn. Sau đây em xin mời quý ban giám khảo bước vào ngôi trọng bên trong ngôi nhà chung của chúng em. Kính thưa ban giám khảo, ngay giữa trại là hình ảnh của Bác Hồ và lá cờ Tổ quốc thiêng liêng. Xung quanh là mâm ngũ quả và được trang trí bởi những bông hoa tươi thắm. Chúng em xin kính tặng Bác với tất cả lòng biết ơn từ trong trái tim của mình. Xung quanh còn đây là một số hình ảnh hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Phú Sơn chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945 năm 2023. Còn phía bên đây là góc học tập của chúng em, là nơi tiếp nối những tri thức để chúng em sẵn sàng bước vào con đường thành công của cuộc đời. Sau đây xin mời ban giám khảo bước ra hai bên cổng trại của chúng em. Đến với hội trại, em xin giới thiệu với ban giám khảo và tất cả mọi người. Phía bên trái của quý vị là trung tâm hành chính văn hóa xã đang ngày càng khang trang, đổi mới, đặt mục tiêu về đích nông thôn mới vào năm 2024. Xin thưa ban giám khảo, phía bên tay trái của quý vị, đây là ao nuôi cá, vườn rau sạch và trang trại bò, lợn, gà. Bằng những giọt mồ hôi lăn dài trên trán và sức cần và sự cần cù chịu khó, người dân nơi đây với đôi bàn tay chai sạn và khéo léo đã làm ra những nông sản rất quen thuộc của quê hương Phú Sơn. Và quê hương Phú Sơn chúng em thì hình được bao bọc của đồi núi điệp trùng. Tiến bước lên đoàn, chúng em luôn tâm đắc một thất danh vô cùng ý nghĩa. Đi xa không phải là để đến mà là để trở về. Thật vậy, tuổi trẻ với nhiều dự định, ước mơ và sự nhiệt huyết, nhưng chúng em tin chắc rằng với sự chỉ bảo của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, con thuyền mang tên Đoàn xã Phú Sơn ra khơi chở theo tuổi trẻ nhiệt lòng nhiệt huyết, niềm hy vọng và tự hào bởi những thế hệ đã đi qua vươn mình ra biển lớn để chạm vào và khám phá thế giới bên ngoài. Và một ngày không xa, con thuyền đấy sẽ quay trở về và trở đầy ắp những thành quả tươi đẹp để Phú Sơn quê hương chúng em trở thành một xã kiểu mẫu. Cuối cùng, em xin thay lời cho các bạn động viên xã Phú Sơn xin gửi lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể nhân dân thị xã. Chúc cho hội trại của thị xã Nghi Sơn thành công, tốt đẹp. Như vậy xin là trân trọng cảm ơn. Phòng thuyết trình của đơn vị Phú Sơn, xã Phú Sơn đã kết thúc. Mời quý vị và các bạn đến với phường Bình Minh. Bình Minh là phần cuối cùng trong cái buổi ban giám khảo. Để loa bước lên một tí, cho lên. Năm 2023 thành công tốt đẹp. Sau đó như vậy là chúng ta đến với đơn vị xã đảo Nghi Sơn một chút. Chắc đó là một nền văn hóa lâu đời không bị mai một trong suốt quá trình bị xâm lăng đô hộ. Không chỉ phát triển kinh tế văn hóa, song song với đó chúng ta còn bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Cụ thể chúng ta có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là hai quần đảo có vị trí quan trọng đối với Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng. Đồng thời, tấm mảnh sau lưng bản đồ Việt Nam thể hiện cho phên rộng của Tổ quốc. Đây chính là điều mà Bác Hồ nó nhắc nhở chúng ta phải giữ gìn và bảo vệ.
Xin mời quý vị ban giám khảo tiến vào bên trong. Ngay bên phía bên tay trái của cháu là hình ảnh chiếc thuyền trong thời chiến. Chiếc thuyền này có nhiệm vụ tải lương, chở đạn, có nhiệm vụ cứu thương cho các bộ đội ở ngoài đảo Mê. Ngay khi hòa bình lập lại, con thuyền này lại có nhiệm vụ phát triển kinh tế. Đồng thời, một nhiệm vụ cao cả hơn cả chính là trở thành một cột mốc trên biển để khẳng định chủ quyền biển đảo. À, Chín ơi! Như các cô chú có thể thấy, đây chính là trường mầm non Nghi Sơn đã đạt chuẩn quốc gia. Còn đây là trạm y tế xã Nghi Sơn đã đạt chuẩn quốc gia. Ở giữa là công sở xã Nghi Sơn. Hiện nay, xã cháu đang cố gắng phấn đấu đến năm 2025 sẽ đạt chuẩn nông thôn mới. Xin mời các cô chú tiến vào sâu bên trong điều tra. Ngay chính giữa lều trại là khu vực tưởng nhớ thể hiện lòng thành kính của thiếu nhi xã Nghi Sơn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Bên cạnh đó là khu vực góc học tập với một bàn học giá sách, với một bàn học và giá sách được trưng bày rất nhiều quyển sách mà chúng cháu tâm đắc. Một điều không thể thiếu là hình ảnh Bác Hồ. Để mỗi khi chúng cháu ngồi vào bàn học nhìn vào Bác, chúng cháu sẽ nhớ đến năm điều Bác Hồ dạy. Bên phía bên này là khu vực truyền thống của xã Nghi Sơn. Xã Nghi Sơn đã được tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa tặng đơn vị lập công xuất sắc bắn rơi chiếc máy bay thứ 1700 và 1701 vào ngày 1 tháng 3 năm 1967. Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho xã Nghi Sơn. Bên cạnh đó là rất nhiều bằng khen và giấy khen khác. Thiếu nhi xã Nghi Sơn cũng đã rất tích cực trong các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Nơi mà cháu đang đứng có những bức ảnh về hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã nhà. Các cô chú có thể thấy ở đây chúng cháu đã tham gia rất nhiều hoạt động bảo vệ môi trường. Tiếp theo đó là thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thiếu nhi xã Nghi Sơn chúng cháu xin hứa sẽ cố gắng thực hiện năm điều Bác Hồ dạy, xứng đáng làm con ngoan trò ngoan trong lòng Bác Hồ. Cuối cùng cháu xin kết thúc phần giới thiệu của mình. Chúc quý vị ban giám khảo lời chúc sức khỏe, thành công trong sự nghiệp. Chúc hội trại của chúng ta thành công tốt đẹp. Sau đây là bó hoa mà cháu gửi tặng đến quý vị ban giám khảo. Như vậy là xã đảo Nghi Sơn đã thuyết trình xong cái phần thi của mình. Như vậy là phần thuyết trình của xã đảo Nghi Sơn đã xong, và đến phần thuyết trình của bắt đầu nhá. 1 2 3 này. 1 2 3 rồi. Như vậy là phần thuyết trình của hai bên đã Nghi Sơn, xã đảo Nghi Sơn đã xong. Bây giờ là đến phần thuyết trình của Mai Lâm. Đến phần của Mai Lâm là kết thúc trong buổi. Bên Mai Lâm là cho hai bên giám khảo nghe xong qua đây chấm thôi. Trời. Cầm mic đi em ơi. Rồi, chờ giúp đi thoải mái, nói năng được. Nói đừng nói sai thôi. Như vậy là đơn vị Mai Lâm là đơn vị cuối cùng. Bắt đầu đi. Bật mic lên anh Sơn ơi. Cháu thuyết trình bằng môi. Thôi thôi, thuyết trình bình thường thôi. Không cần viết được em.
Alo. 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 Như vậy là đến đường vị Hải Lâm đã kết thúc chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.